Alo, mẹ hả? Mẹ làm ơn cho con mượn chìa khóa của nhà kho đi. Lấy làm gì? Mà con đang ở đâu vậy? Tôi gọi lại cho bà sao nghe. Tôi cấp máy. Bấm cái gì? Bấm cái gì? Hả? Có cái quần cái áo nào trong này đâu rồi bấm? Mới gọi điện thoại cho ai phải không? Gọi cho vợ chồng Hồng Phúc quay không? Vợ chồng Phúc đâu mà vợ chồng Phúc. Bà Tám Gai bà gọi điện thoại cho tôi. Bà Tám Gai giờ này thì gọi bà làm cái gì? Thì bà ngủ không được rồi bà đi gọi bà tâm sự mà. Trời đất ơi, ngủ không được cũng gọi, bà đau bụng bà cũng gọi, phải không? Nói bà đó, bà rảnh quá bà kiếm chị khác bà làm. Chứ đừng gọi điện thoại cho bà hoài vậy. Bấm đi. Trời ơi, hết chi. Trời ơi, sao ông này ông như mai, ông xuất hiện lù lù vậy trời. Con nói cái gì? Con Kim Chi nó cho bạn nó mướn nhà hả? Chị biết làm sao được. Cô Hiền đưa tiền cọc cho Kim Chi rồi. Trời ơi, cái con nhỏ này cho mướn nhà mà không hỏi ý kiến ai hết trơn trời. Đưa mẹ cái số điện thoại đây, mẹ nói chuyện với nó cho ra lẽ. Con không có số điện thoại. Trời đất ơi, con nói vậy mà nghe được hả? Đi, đi với mẹ đi xuống nhà, đi, đi. Thôi mẹ ơi, con xuống nó. Con xuống nó hả? Bà đánh con chết á. Trời ơi, chứ con định ở cái nhà kho này sao được? Thì để từ từ con tìm cách. Con nói chuyện với cổ, giải quyết vụ căn nhà. Mẹ đừng nói chuyện với ai biết hết á. Rủi nó không trả con cái nhà, con ăn cám hả? Thì con làm sao biết được? Bởi tao nói con Kim Chi cái hồi đầu mẹ gặp nó là mẹ không có cảm tình rồi hà. Con đó có chuyện gì cũng dám làm hết trơn trọi á. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nói nữa. Con nhức đầu quá, mẹ ơi, mẹ đừng có nói nữa. Bà làm gì nãy giờ cà rề vậy? Cái thằng mặt kia. Ôi tôi tưởng ông ngủ rồi. Bị đâu? Nãy giờ làm gì? Thì ông cũng biết rồi đó. Gì? Thì chuyện thằng Phúc. Thằng Phúc? Thằng Phúc nó làm cái gì nữa? Cái gì ông la lớn dữ vậy? Không có chuyện gì hết trơn á. Rồi bà đi đâu đó? Đi toilet. Có cần phải xin phép ông không? Cũng phải xin. Thôi đi. Trời ơi bà ơi, cái con Kim Chi đó nghe. Trời ơi nó ghê gớm, nó dễ sợ lắm bà. Cái nhà là hai vợ chồng nó ở bà biết không? Vậy đó. Nó bỏ để đi Singapore. Rồi nó cho cái nhà đó con bạn nó mướn. Mà nó không hề nói với thằng Phúc tiếng nào. Thằng Phúc về bơ vơ đâu có chỗ ở đâu. Cái gì đó ghê vậy? Trên đời này còn loại người như vậy hả? Tôi không tin luôn đó. Trời ơi, nhưng mà tôi tức một cái là thằng con tôi, trời ơi, nó hiền đâm ra, nó nhu nhược, bà hiểu không? Mỗi lần tôi nói chuyện. Ủa, mẹ, sao giờ này chưa ngủ ngồi đây vậy? Làm mất hứng. Trời ơi, mỗi lần tôi chửi con Kim trước mặt nó, là nó làm như nó bực bội, nó chịu. Bà coi nó khôn nhà dạy chợ không? Bà mới biết tôi đang nói chuyện với ai không? Con dâu nữa, bà dâu chứ phải là con dâu. Cái số tôi thì sao không á? Mẹ! Ê, cái gì? Biết rồi nha, mày đang nói chuyện với bồ đúng không? Tào lao cái gì nói vậy? Trời đất ơi, bà nghe được, bà nghe nó nói gì với tôi không? Trời ơi, cái số người ta là nhờ dâu, còn số tôi khổ ghê gặp dâu gì đâu á. Dâu này dâu chua chứ không phải dâu ngọt. Thôi dám nói tôi là bây giờ ngồi nói chuyện với bồ mà coi. Trời ơi, bà nghe được bà tức lộn lan lên trời đó. Tại sao nó có thể nghĩ cái câu chuyện tào lao gì mà nó nói với tôi chứ? Mắc gì thằng Phúc phải ra khỏi nhà? Ra khỏi nhà là con đó mới đúng đó. Thì đúng rồi, ra khỏi nhà là con Kim Chi. Mà con Kim Chi con bạn nó là một vuột luôn. Trời ơi bà coi ha, nó cho con bạn nó mướn nhà ha, mà nó có ý đồ nó thay luôn ổ khóa, có nghĩa là nó không muốn cho thằng Phúc ở trong đó, bà thấy chưa? Trời đất ơi, cái con này quá đáng vậy. Ừ, kêu thằng Phúc đi thưa. Tụi mày nghe, đi thưa kiện bây giờ phải tốn tiền, mà thằng Phúc có tiền đâu. Bây giờ tiền con vợ đem đi nước ngoài hết rồi. Trời đất ơi, nó lộng hành vậy đó hả? Thì nói ông xã bà cho mượn tiền. Trời ơi, giấu ổng cũng hết mình cho, ông biết là thằng Phúc chết chắc. Còn nhỏ chị dâu lớn, không lẽ nó biết chuyện rồi nó không cho mượn tiền? Bây giờ muốn mượn tiền nó phải hạ mình xin lỗi nó. Mà tôi mà hạ mình thì nó trong nhà nó coi tôi ra gì nữa. Nó không cho mượn mà nó nói ngọt ngào lắm bà ơi. Sao? Anh ấy
Mẹ ơi, không có được như vậy đó mẹ ơi. Trời ơi, chú Phúc mà nhu nhược là tại do mẹ nuôi chiều quá đó. Nếu mà con của con không có làm vậy đâu. Ghét không? Ghét không? Ê, nó nghe nè, chà, bà có khiếu dữ lắm. Bà nhại con dâu bà, trời ơi, nó y hệt không khác nét nào không bà. Bà biết không, đối với con trai người ta thì nói vậy. Chứ mà nó con của nó nghe thằng Minh cháu nội tôi đó. Con vàng của mẹ, con vàng của mẹ. Ghét không? Ghét không? Về không? Về. Nói chuyện không biết giờ giấc luôn. Nói chuyện mà tới tăng lên luôn ha. Nè, tới từ hồi mà cháu nội thức gì tới nội ngủ. Về nha, về nha. Tội nghiệp nhỏ ghê không? Quên. Không nói không được. Nè, cái gì nữa? Tôi nói nghe là trời ơi, mỗi lần tôi qua đây mà tôi tám với bà nữa nghe. Trời ơi, giống như tôi xả stress vậy. Chứ tưởng tượng mà tôi bảo không có bà tôi không biết tôi tâm sự với ai. Trời ơi, bao nhiêu cái gì mà bực dọc trong tôi xả ra cho bà hết, tôi nhé người gì đâu. Giờ phơi phới rồi phải không? Phơi phới. Xả hết rồi phải không? Ừ. Không nói đi cũng nói lại. Thật sao? Ra tôi cũng cô đơn, cũng có một mình. Giờ tôi cũng không tâm sự với chị, tôi cũng không biết tâm sự với ai. Vậy. Nó nghe. Dạ. Cái tầng trệt của tôi á. Dạ. Cho thuê rồi đó. Lấy cọc rồi, tuần sau tao dọn lại. Trời ơi, tin hot nha, vậy mà nãy giờ không nói cho biết. Lo nhiều chuyện mấy vụ kia đâu nhớ đâu. Điện thoại. Ê, đừng nói ổng gọi nha. Điện thoại nha. Alo, tôi về liền, tôi về liền. Thôi về nha. Có gì alo nha. Dâu hả? Dạ. Mẹ đã giặt đồ nè, có đồ gì bỏ vô đây mà giặt luôn cho. Có không? Ủa mà. Ừ? Mỗi lần mẹ giặt đồ á, mẹ bỏ sang nước xả giải không vậy? Sao không có. Thì sao mỗi lần giặt xong cái thấy đồ cứng đờ? Sao cứng? Thì từ hồi mà con chỉ mẹ là lúc nào giặt đồ mẹ cũng bỏ nước xả vô hết trơn á. Kỳ vậy ta. Vậy mỗi lần mẹ giặt vậy á, mẹ bỏ bao nhiêu nước xả giải? Đầy nhóc vậy bỏ chừng nắp hả? Trời đất ơi, một nắp là sao mà được. Một đống đồ như vậy mẹ phải bỏ 3 nắp. Con dặn mẹ rồi, mẹ ơi, 3 nắp, mẹ nhớ chưa? Alo, bà Tám hả? Trời ơi, sao bà gọi đúng lúc quá vậy? Bà biết không, con hỏi con dâu tôi nó mới lên lớp, tôi nó dạy đời tôi nữa hả? Cái chuyện rất là bình thường, rất là đơn giản, giặt đồ thôi mà, có gì đâu mà khó. Vậy mà nó cũng xài xẻ tôi, bà coi được không? Mẹ ơi. Mẹ nhớ rồi, ba nắp. Mẹ. Hả? Có điện thoại dưới Cà Mau gọi mẹ kìa. Thôi cúp máy ha. Lúc tôi qua nhà bà tôi kể bà nghe. Phải gặp mặt kể mới đã, rồi chị đi. Cái đồ đạc nhiều vậy trời. Hình như có ai dọn tới phải không ta? Ừ đúng rồi. Bữa bà Tám mới nói là có người mướn phòng trệt mà. À chắc bữa nay ta dọn tới đây. Bà Tám ơi, có bà ở nhà bà Tám. Bà Tám ơi, sao con re mà không ai bắt máy vậy ta? Alo. Alo. Trời ơi, sao bà đi đâu mà không bắt máy vậy bà Tám? Bà Tám! Trời ơi! Bà Tám! Bà nặng nó xin xuống đi! Trời ơi! Bà Tám! Nói nghe nè! Trời ơi! Đi đâu mà lâu dữ vậy? Hả? Trời ơi! Tôi nhớ bà quá trời quá đó! Tôi biết bao nhiêu chuyện tôi muốn kể cho bà nghe! Trời ơi! Tôi nói con nhỏ bạn nó mời đám cưới con nó ở trên Củ Chi á! Thành thử đi gấp! Trời ơi! Nói biết không? Bà không có bà ở nhà tôi có nhiều chuyện tôi muốn nói bà nghe mà không biết kể cho ai, tôi tức quá trời quá đó! Có nói hả? Ừ! Ở nhà có chuyện gì con dâu bà nó xử lý với bà sao? Trời ơi! Tôi thấy cái mặt bà là tôi biết thế nào cũng có chuyện! Tôi hỏi bà nghe nè! Trời ơi! Nó quá đáng nhiều cái lắm! Tôi đang coi tivi vậy nè. Nó đi đâu nó về cái nó tắt tivi nó chuyển kênh nó nói mẹ muốn coi tivi mẹ vô phòng mẹ coi. Trời đất ơi. Con dâu chứ không phải nó mẹ bà đâu. Mà bà đang coi tivi mà nó dám làm vậy hả? Thì đó cái tôi tức quá, tôi nói chứ mẹ đang coi tivi mà con muốn coi thì con vô phòng con. Tôi biết nói lấy sao không? Sao? Người vô phòng là mẹ chứ phải là con. Trời ơi, tôi chỉ có ga tôi muốn lộ cái đầu luôn á. Trời ơi, tôi nói máu tôi muốn trào ra chứ ga không đầu gì bà sao bà hiền quá. Bà sao không dạy cho một bài học? Chưa hết nữa. Cái chuyện giặt đồ là cái chuyện bình thường tôi làm mỗi ngày mà. Ừ. À biết không? Giặt đồ ha,
cái nó nói tôi sao không đổ nước xả giải vô mà tôi có đổ. Tôi nói mẹ có đổ một nắp, nó sẽ mẹ đổ cái gì, đổ ba nắp mới được chứ. Thì con nó khùng lắm, lần trước bà giặt bà đổ nhiều, nó nói mẹ đổ nhiều vậy mà làm hao tiền con không à. Mẹ phá sản không à. Mà bây giờ đổ ít cái nó nói bà đổ ít nó cũng la bà. Trời ơi còn nhiều chuyện nữa là bà tức nó, mỗi lần tôi nói chuyện với nó cái làm như nó điếc nó nghe bà. Trời ơi nó đi lảng lảng làm như là tôi nói chuyện không khí, tôi quê bà. Trời ơi dễ sợ luôn. Tôi bà hiền quá, tôi nói mà gặp mình nó dâu tôi hắn nào nó chết chắc. Bởi vì bà đi không có ai nhà để tôi kể. Tám gai, tám gai. Trời đất ơi là trời. Tối ngày cái rồi mở miệng nó tám gai, tám gai. Hơn chút tám gai. Ủa nãy giờ tôi nằm mơ tôi ghi tên bà hả? Chứ gì nữa. Cái bà mê bà quá thì dọn đồ về nhà bà ở luôn đi. Gì nữa? Nè, thôi đó bụng lắm mày nha. Xuống nấu gì tôi ăn á. Trời ơi sao mất máy vậy trời. Bà Tám Gai, bà đi đâu mất tới cái tuần lễ này vậy bà Tám Gai?